Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả thân mến của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian của mình để theo dõi và ủng hộ những video clip của chúng tôi. Quý vị thân mến, trong xã hội hiện đại, cạnh tranh với nhịp sống nhanh chóng, tràn đầy ham muốn, hưởng thụ vật chất, con người phải làm như thế nào để có thể giữ vững được bản thân, tu thân, thủ đức? Là một người có tu dưỡng, có phẩm chất, làm sao để tâm linh được an bình, bình tĩnh suy xét lại bản thân và tự kiềm chế được bản thân? Tu dưỡng là chỉ phẩm chất, đạo đức, khí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh của một người. Nó là một loại trình độ, đòi hỏi con người phải trải qua một thời gian mới có thể rèn luyện được. Một người có tu dưỡng hay không, không phải căn cứ vào địa vị, tiền bạc và dung mạo mà đánh giá được. Thay vào đó, người thật sự có hàm dưỡng sẽ sở hữu 9 đặc điểm này. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ đến video đến những người thân của mình quý vị nhé. 9 đặc điểm của một người thật sự có hàm dưỡng. Thứ nhất, biết cho đi. Lòng người quả thật vô cùng kỳ lạ. Khi chúng ta làm bất kể việc gì không tốt thì trong lòng sẽ thấy bất an, không vui vẻ nổi, nội tâm cũng không thoải mái. Còn nếu như một người làm việc thiện tuyệt đối không vì điều kiện gì thì trong lòng người ấy chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Một số người cho rằng phải có điều kiện, có tiền bạc mới có thể giúp đỡ người khác, mới có thể cho đi. Nhưng kỳ thực, ngay cả khi chúng ta không có những thứ vật chất ấy, chúng ta vẫn có thể cho đi một cách rất ý nghĩa và hữu ích. Đôi khi chỉ một lời động viên khích lệ, một cách nhìn hay một nụ cười ấm áp là chúng ta đã có thể chuyển một người buồn thành một người vui vẻ. Thứ hai, ăn nói có lễ. Cách ăn nói như thế nào mới được gọi là có lễ? Ăn cơm là việc hàng ngày của mỗi người trong cuộc sống. Nhưng thông qua tướng ăn cũng có thể thấy được mức độ hàm dưỡng của một người. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại có thể hiển lộ ra phẩm chất của con người. Cơ bản nhất của cách nói chuyện có giáo dưỡng chính là phải biết nghiêm túc lắng nghe, không tùy tiện chen ngang lời của người khác. Nghe người khác nói xong mới bày tỏ ý kiến của mình. Không nên thể hiện thái độ thờ ơ, lơ đãng khi nghe người khác nói và cắt đứt lời của người khác. Thái độ tốt nhất khi lắng nghe người khác nói và bày tỏ ý kiến của mình là mỉm cười, nhìn vào mắt người khác. Thứ ba, thấu hiểu người khác. Trong cuộc sống, khi người thân, bạn bè giúp đỡ chúng ta là họ làm việc thiện, là đạo nghĩa. Nhưng khi người thân, bạn bè không thể giúp đỡ chúng ta thì chúng ta cũng không nên trách mắng, không nên mang thù oán trong lòng. Bởi vì suy cho cùng, họ không nợ chúng ta, cũng không có trách nhiệm phải làm những điều mà chúng ta mong muốn. Thứ tư, chân thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Mỗi người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tâm tính toán, mưu mô mà luôn trong sáng, vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung độ lượng, không so đo thiệt hơn. Đối với sự vật, họ có thể tự tìm được niềm vui ở trong ấy. Người thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn, bề ngoài thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thật, thật thà phù hợp với thiên lý, nên họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời. Thứ năm, trân quý cuộc sống. Con người sống trên đời này luôn là hâm mộ những thứ mà người khác có được. Hâm mộ thành tích, tài năng, phú quý của người khác. Họ lại không biết rằng chính họ cũng là đối tượng mà người khác hâm mộ. Có người còn mơ ước rằng sau một đêm tỉnh lại được trở thành sống như người mà họ mong muốn. Cổ nhân đã nhắc nhở chúng ta rằng trời sinh thân ta hẳn là có chỗ dùng. Cho nên cần phải trân quý hết thảy những gì bản thân có, trân quý hết thảy những mối lương duyên trong cuộc đời. Thứ sáu, giữ tự trọng. Người xưa chia đức thành 8 loại là hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, gọi chung là bát đức.
Bát đức này cũng được gọi là bát đán, có nghĩa là một người mà thiếu 8 đức này thì đó không phải là người nữa, mà mất đi tiêu chuẩn căn bản để làm người thì không thể được tính là người. Ngày nay, rất nhiều người vì danh lợi, vì tình của bản thân mà vứt bỏ lòng tự trọng và danh dự của bản thân. Những người như thế sẽ không việc gì là không làm, không thứ gì là không lấy, họ đã đánh mất hết liêm sỉ của bản thân. So với thời cổ xưa thì các giá trị đạo đức như liêm, sỉ gần như không còn được đề cao, thậm chí đã bị mai một đi rất nhiều. Đạo đức trượt dốc, không coi trọng bát đức cũng được xem là nguyên nhân căn bản của hết thảy những vấn đề xấu xảy ra trong xã hội ngày nay. Thứ bảy, biết tự ước thúc bản thân. Tự điều chỉnh, hạn chế, ước thúc bản thân chính là trân quý bản thân mình một cách thực sự. Thái độ là diện mạo tinh thần căn bản của một người. Như thế nào là thái độ tốt? Chính là hòa khí, điềm đạm và nhã nhặn. Đằng sau hòa khí ẩn chứa sự tôn trọng người khác, có thiện chí giúp đỡ người khác. Người nắm chắc bản thân có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình, có thể dùng tâm thuần khiết để đối đãi với người khác, hiệp nghĩa khi kết giao bạn bè, giữ được lòng chính trực không thiên vị, hiên ngang như cây trúc. Người ấy khi đối mặt với sự hấp dẫn muôn hình muôn vẻ thì tâm không động, mắt không say, miệng không tham. Sở dĩ người ấy có thể làm được những điều ấy bởi vì họ luôn có lòng tự tôn và tự tin vào bản thân. Thứ 8, luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Sinh mệnh của mỗi người là của bản thân người ấy, cho nên có thể chịu trách nhiệm với bản thân mình không những khiến bản thân trưởng thành hơn, mà còn là cách để báo hiếu cha mẹ, không làm phiền đến những người xung quanh. Người như vậy sẽ được người khác tín nhiệm và mong muốn kết giao. Thứ 9, tự soi xét lại chính mình. Con người thường dễ bắt lỗi người khác nhưng khó nhìn thấy lỗi lầm của bản thân. Người quân tử phải thường xuyên tìm những thiếu sót ở bản thân mình mà không trách cứ người khác. Giữa người với người phát sinh mâu thuẫn xung đột. Nếu một bên có thể quay lại nhìn xem bản thân mình có sai sót gì không, thì rất nhiều khi mâu thuẫn tự nhiên sẽ được hóa giải. Nếu cả hai đều có thể làm được như vậy thì mọi việc đều trở nên tường hòa, thông thuận. Không có ai là chưa từng mắc lỗi, bởi vậy muốn tu dưỡng và hoàn thiện bản thân thì điều quan trọng nhất là tự soi xét lại chính mình. Quý vị thân mến, con người sống trên đời, cho dù thế sự có biến đổi như thế nào cũng nhất định phải dưỡng thành một số đức tính tốt đẹp và sửa đổi những thói quen xấu. Có như vậy mới có thể đắc được lòng người, khiến cho mọi người nguyện ý kết giao. Và theo người xưa truyền lại, con người có 4 đức tính tốt đẹp cần nuôi dưỡng, đó là: thứ nhất, đoan trang, hậu trọng. Nghĩa là biết lễ độ, trầm ổn, biết tự trọng cũng như kính trọng người khác. Người đoan trang, hậu trọng hiểu được kính sợ. Một người có tâm kính sợ sẽ không dám làm càn, không muốn gì làm nấy, biết suy nghĩ sâu xa, xử sự không đến mức lỗ mãng, nói chuyện sẽ cẩn thận và giao tế không tùy tiện. Người đoan trang, biết lễ độ, sẽ ít mạo phạm và đắc tội với người khác. Như thế, họ cũng ít gặp phải tai họa. Đoan trang, hậu trọng là một loại công phu tu dưỡng. Tăng Quốc Viên luôn dạy con thời thời khắc khắc phải tu chỉnh lời nói và hành vi của mình. Sử sách cũng chép rằng, ông luôn chú ý đến những việc này, đi lại chậm rãi mà vững vàng, lời nói cũng trầm ổn và có sức nặng. Lữ Khôn Triều Minh cũng có đồng quan điểm, thâm trầm hậu trọng là tư chất đứng đầu, tiếp đến mới là anh hùng hào kiệt, thông minh giỏi biện luận là tư chất đứng cuối. Thứ hai, sự hữu quy chứ, có nghĩa là làm việc phải vững vàng, bình tĩnh, làm đến nơi đến chốn, có đầu có cuối, kiên trì đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Người có phẩm chất này chính là người có tướng phú quý, giàu sang. Trong làm ăn kinh doanh hay xây dựng sự nghiệp, rất nhiều người muốn giàu có và thành công nhanh chóng. Nhưng kỳ thực, cần hiểu rằng cái lớn được tích lũy từ cái nhỏ mà thành, góp nhặt tháng ngày mà ra. Muốn thành công phải kiên trì bền bỉ,
không thể trong một sớm một chiều mà thành được. Thứ ba, khiêm ti hàm dung, tức là làm người phải có thái độ khiêm tốn, nhún nhường, khoan dung đối đãi với người khác. Lùi một bước là khiêm, không ngạo mạn cũng là khiêm, nhường một bước hay nói nhiều lời cảm ơn cũng là khiêm vậy. Hàm dung chính là thông cảm, khoan dung độ lượng, có thể dung nạp được lời nói và hành vi của người khác. Người có thể khiêm lại có thể dung, thì phúc đức đủ đầy. Vậy nên cổ nhân có câu, khiêm tốn được phúc báo, tự mãn chiêu mời họa. Thứ tư, tâm tồn tệ vật. Câu này chính là muốn nói rằng, làm người phải rộng lượng, khoan dung nhân hậu, có thể bao chứa được mọi chuyện, có tâm từ bi, thương cảm với người khác. Thường xuyên giúp người cũng chính là giúp mình. Người như vậy, cho dù không giàu có về vật chất, thì cũng sung túc về tinh thần. Người có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác, sẵn sàng cho đi, thì phúc khí cũng tự nhiên đến. Đây là đạo lý nhân sinh, cũng là nhân quả, là quy luật phổ quát của đất trời, không phụ thuộc vào ý chí của con người mà thay đổi.